Hello mọi người đã đến với kênh Anh Review của mình. Cuối tập trước, đối mặt với cơn thịnh nộ của huyền thịnh các chủ, hai người Khang Hữu Minh và Kim Thánh Kiệt không dám nói thêm lời nào. Hai người chỉ biết nhìn về phía chân trời, như đang chờ mong cứu tinh sẽ đến vậy. Và không lâu sau đó, một chiến hạm của chấp pháp điện do huyết cô võ hoàng dẫn đầu cũng đã xuất hiện. Vừa tiến đến Đan đạo thành, nhìn thấy hiên dật dược, dược vương và trác thanh phong có mặt tại đây thì hắn liền lôi chuyện cũ ra để soi xét, sau đó quy cho đang các tội không coi chấp pháp điện ra gì nghe tên này nói vậy huyền thịnh các chủ hư lạnh một tiếng nói huyết cô võ hoàng năm đó đang Cát ta đã dựa theo phân phó của chấp pháp điện ngươi đoạt đi chức phó các chủ của hiên dật dược vương đồng thời trục xuất đệ tử của hắn khỏi Đan đạo thành mà hôm nay trác thanh phong trở về là bởi vì hắn tấn cấp dược vương dựa theo quy củ của đan cát đương nhiên có thể trở lại còn hiên dật dược vương hiện giờ cũng chỉ là trưởng lão của đan cát mà thôi nếu ngươi hôm nay vội vàng chạy tới là vì mấy chuyện cũ này thì không khỏi là chuyện bé xé ra to đấy nói xong cánh tay Huyền Thịnh vung lên ra hiệu tiễn khách, rồi lạnh lùng nói: hôm nay Đang Đạo thành ta có thánh tử mới tấn cấp, nếu mấy vị đến chúc mừng thì chúng ta hoan nghênh, còn nếu là tới phá rối thì cũng đừng trách Huyền Thịnh ta không nể mặt mũi. Nghe được lời này của Huyền Thịnh các chủ, mấy tên võ giả đứng sau huyết cô võ hoàng đột nhiên tức giận gầm lên quát: lớn mật, ngươi dám cùng đại nhân nhà ta như thế nói chuyện, đây là muốn chết sao? nhìn mấy tên này, Huyền Thịnh các chủ xem thường cười một tiếng nói: nếu thế thì các ngươi có thể thử xem, các ngươi nghĩ đang các bọn ta là ăn chay sao? mà lại dám đến cả đang đạo thành đùa dẫn uy phong. Mấy tên võ giả kia nghe thế thì trên thân liền nở rộ sát cơ, chuẩn bị hướng huyền thịnh các chủ động thủ, thế nhưng lại bị huyết cô võ hoàng ngăn lại, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, chắp tay hướng huyền thịnh các chủ nói, chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải để càng quấy, mà là tới để điều tra một chuyện có liên quan đến chấp pháp điện, xin thỉnh huyền thịnh các chủ phối hợp. Nói xong, huyết cô võ hoàng liền quay sang tầng trần lạnh lùng nói, ngươi chính là cuồng đồ to gan lớn mật tầng trần. Tần Trần nghe vậy thì cười lạnh trả lời, vãn bối đúng là tần trần thế nhưng có phải to gan lớn mật hay không thì phải xem đó là người nào đã nghe được lời này của tần trần huyết cô võ hoàng đột nhiên cười rộ lên sau đó thì cười như điên rồi đột nhiên tiếng cười của hắn ngừng lại nhìn tần trần quát lớn mật cuồng đồ lại dám ở trước mặt ta dương oai còn không mau quỳ xuống cho ta theo giọng nói vang lên thì một cổ kinh khủng uy áp của võ hoàng hậu kỳ từ người hắn bạo phát ra trong nháy mắt hướng tần trần trấn áp xuống một màn đột ngột xảy ra như vậy làm cho huyền thịnh các chủ trong lòng cả kinh nếu như hiện tại tần trần ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống như thế thì sau này hắn làm sao có thể ban tặng chức thánh tử cho tần trần được thế nhưng do huyết cô võ hoàng xuất thủ quá bất ngờ làm cho hắn không kịp xuất thủ ngăn cản được trong khi tất cả mọi người đều nghĩ tần trần sẽ bị cổ uy áp này trấn cho quỳ xuống thì sau đó một khắc tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn tần trần chỉ thấy thân thể của hắn vẫn đứng ngạo nghệ ở đó giống như một chui lợi kiếm chỉ thẳng trời cao thấy tần trần dưới uy áp của mình mà không có quỳ xuống làm huyết cô võ hoàng cũng có chút tức giận ánh mắt hắn lập tức ngưng lại theo đó một cổ khí tức đáng sợ hơn ẩn chứa một chút chân nguyên và không gian quy tắc cùng cuộn tràn ra hướng tầng trần lần nữa nghiền ép tới thế nhưng lần này thì huyền thịnh cũng kịp thời xuất thủ chỉ thấy hắn vung tay lên lập tức cổ khí tức vừa phóng tới của huyết cô võ hoàng liền bị trấn cho vỡ nát sau đó thì lớn tiếng quát huyết cô võ hoàng người quá phận rồi đấy huyết cô võ hoàng nghe vậy cũng không có để ý đến huyền thịnh các chủ ánh mắt nhìn chằm chằm tầng trần trong con ngươi hiện lên một tia quan mang rồi lạnh giọng nói tiểu tử trên người ngươi có gì bảo về phía Tần Trần nghe tên huyết cô võ hoàng kia nói vậy ánh mắt hắn liền trở nên rét lạnh rồi lạnh lùng nói có hay không thì liên quan gì đến ngươi nghe Tần Trần nói ra lời này Khang Hữu Minh đột nhiên mở miệng quát lớn Tần Trần ngươi đối với đại nhân chấp pháp điện khách khí một chút chấp pháp điện chính là thế lực nắm giữ hình phạt của đại lục nếu ngươi cứ như dạng này thì làm sao lên làm thánh tử của đan Đạo thành được Tần Trần nghe được mấy lời này thì trong lòng nổi giận hắn cười lạnh nói Khang phó các chủ ta xem ra phải gọi ngươi là đại nhân chấp pháp điện mới đúng ngươi thân là đang đạo thành phó các chủ thế mà không bảo vệ đệ tử đang cát ngược lại còn cùng chấp pháp điện có quan hệ thân thiết đúng là loại người ăn cây táo rào cây sung ta xem ra mặt ngươi cũng dày thật đấy ngay khi từng trần vừa dứt lời thì huyền thịnh các chủ liền lên tiếng quát lớn khang hữu minh bản các chủ đã nhịn ngươi từ lâu lắm rồi ngươi thân là phó các chủ mà lại không biết bảo vệ đệ tử đang cát chỉ biết tư lợi cá nhân từ giờ trở đi thân phận phó các chủ của ngươi bị tước đoạt nghe được lời này khiến khang hữu minh khí sắc đại biến trong con ngươi lập lòe hung mang rồi hắn gầm lên quát huyền thịnh các chủ người đây là đem đan đạo thành chúng ta kéo vào vực thẳm người có biết tần trần là tội phạm gì không nói đến đây khang hữu minh liền quay sang huyết cô võ hoàng nói tiếp huyết cô đại nhân ngươi cũng đã thấy tần trần tu vi mặc dù chỉ là vũ vương nhưng thực lực đủ có thể kích sát nửa bước võ hoàng thế nên ta đoán chắc hắn chính là người ở thiên long hồ động thủ với xích luyện đại nhân huyền thịnh các chủ nghe được lời này thì trong lòng tức khắc run lên nếu như là chuyện khác thì hắn cũng không ngại động thủ với huyết cô võ hoàng để bảo vệ tần trần nhưng nếu từng trần quả thực động thủ với đám đệ tử nồng cốt của chấp pháp điện thì khó giải quyết hơn rất nhiều đến lúc đó thống lĩnh cơ hồng trần của chấp pháp điện ra mặt thì đang đạo thành của hắn cũng bị hủy như chơi và sau vài giây ngắn ngủi suy tư huyền thịnh các chủ nhìn chằm chằm khang hữu minh phẫn nộ gầm lên quát người nói bậy cái gì đó lúc này vì không còn gì để mất nên khang hữu minh cũng không sợ hãi nữa hắn cười lạnh nói nếu không tin thì ngươi có thể hỏi đám người phong vân kiếm hoàng tên tần trần này một đường từ bách triều chi địa đi đến đan đạo thành nhất định phải đến yêu kiếm thành để thông qua truyền tống trận trung chuyển thì tất nhiên phải đi qua thiên long hồ rồi mà ta đã điều tra qua thời điểm mà tần trần đi qua thiên long hồ cũng chính là lúc xích luyện tiên tử của chấp pháp điện bị tập kích chỉ bất quá lúc đó người này vì tu vi quá yếu nên không bị nghi ngờ mà thôi thế nhưng về sau hắn lại ở trong yêu kiếm truyền thừa thể hiện ra thực lực kinh người chẳng những giết chết đệ tử thiên tài của yêu kiếm tông và phong hành tông mà lại còn vu oan giá họa cho hàng lập như thế hắn mới có thể thoát được nghi ngờ của mọi người nhưng mà phong vân kiếm hoàng đối với tần trần trong lòng vẫn có nghi ngờ thế nên đã cho hút phong trưởng lão đi theo dõi để điều tra chân tướng nhưng lại bị người này giết chết trong khe núi của thiên la hoàng triều mặc dù tần trần thu vi không cao nhưng lại có thể giết chết hút phong trưởng lão cho nên ta mới đoán chắc hắn chính là người khi trước ở thiên long hồ tập kích xích luyện tiên tử nghe khang hữu minh phân tích xong tất cả mọi người đều xôn xao nghị luận giờ phút này không ai có thể bình tĩnh được nếu lời Khang Hữu Minh nói là thật, thì việc để Tần Trần lên làm thánh tử sẽ đưa đến tai họa ngập đầu cho Đan Đạo Thành. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy tiếng vỗ tay vang lên, làm cho mọi người ở đây kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Trần nhìn chằm chằm Khang Hữu Minh cười nhẹ nói, nói rất tốt, bản thiếu còn không biết Khang Phó các chủ lại còn là cao thủ kể chuyện xưa nữa. Thế nhưng không đợi Khang Hữu Minh lên tiếng, thì huyết cô võ hoàng đã hướng Tần Trần đi tới, lạnh giọng quát, tiểu tử, còn không mau thúc thủ chịu trói, theo ta về chấp pháp điện. Huyền thịnh các chủ thấy vậy thì liền nhảy ra chắn trước người tần trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết cô võ hoàng nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ở trước mặt ta bắt thánh tử của đan đạo thành đi sao. Nghe huyền thịnh các chủ nói vậy, huyết cô võ hoàng cũng không nói gì, hắn nở một nụ cười nhạt rồi quay đầu lại phía sau. Theo đó, có mấy cổ khí tức kinh người ở trên chiến hạm bộc phát ra, đem huyền thịnh các chủ khóa chặt lại. Cảm nhận được điều này, huyền thịnh các chủ lập tức ra lệnh mở hộ thành đại trận. Ngay sau đó, toàn bộ đan đạo thành ầm ầm rung động, một tòa kinh khủng trận pháp liền xuất hiện đem đan đạo thành bao phủ vào trong còn chiến hạm của chấp pháp điện thì bị ngăn ở bên ngoài huyết cô võ hoàng thấy thế thì cũng có chút cả kinh hắn không ngờ tới huyền thịnh các chủ lại quả quyết cùng chấp pháp điện khai chiến như vậy với lại lần này do đi quá vội vàng nên hắn cũng không mang theo nhiều người hiện tại lại ở trên sân nhà đối phương khai chiến thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi thế là huyết cô võ hoàng đành lấy danh tiếng của chấp pháp điện ra để uy hiếp huyền thịnh người thân là các chủ bắc thiên vực đang cát chỉ vì muốn bảo vệ tiểu tử này mà đắc tội với chấp pháp điện ta sao nghe được lời này huyền thịnh cười nhạt nói huyết cô võ hoàng ngươi cũng không cần phải lải nhải mấy lời thừa này làm gì từng trần chính là thánh tử của đan đạo thành ta sao có thể để ngươi muốn mang đi là mang đi được tốt nhất hiện giờ ngươi nên rút lui thì ta còn để lại cho ngươi một chút thể diện huyết cô võ hoàng nghe vậy thì cũng không nói lời thừa nữa hắn nhìn về đám võ giả phía sau rồi gầm lên quát tất cả người của chấp pháp điện mau theo ta tiến lên giết địch ta muốn xem thử ai dám ngăn cản chấp pháp điện ta thi hành nhiệm vụ dứt lời hắn rống to một tiếng cả người bạo phát ra vô tận sát cơ rồi dẫn đầu sông lên mà huyền thịnh các chủ thấy vậy cũng gầm lên quát lớn tất cả người đang cắt tiếng lên ta muốn nhìn thử xem kẻ nào dám ở đan đạo thành dương oai đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo